chị sắp được bước đi. Vừa cắt bắt đầu cho một cái nào 25 tuổi bạn ạ. Một ca sĩ rất nổi tiếng bạn. Đấy, bao quy đầu dài. Ở đây là kết quả sau khi tôi cắt bao quy đầu này. Này rất là dài. Thì sau cắt thì nó sẽ che vào đấy bạn này. Đấy, nó sẽ che kiểu như thế. Đau nghe.